Trấn Thành lên tiếng về chuyện tiếp tế ở khu cách ly, thương chiến sĩ chút đi, đi cách ly chứ không phải nghỉ dưỡng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Đừng gửi cả cái siêu thị vào khu cách ly cho người thân như vậy chứ, sức đầu mấy ảnh chịu cho nổi, Trấn Thành bức xúc lên tiếng. Những ngày qua, trong lúc cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19, nhiều câu chuyện đặc biệt về các chiến sĩ thầm lặng đang ngày ngày làm việc tại các vùng dịch, khu cách ly khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trong số vô vàn những chiến dịch, hành động tích cực vì cộng đồng thì việc nhiều người tập trung tại các khu cách ly để tiếp tế lương thực và đồ dùng cho những người thân vừa trở về từ nước ngoài đã vấp phải không ít ý kiến tranh luận. Sau Võ Hoàng Yến, mới đây Trấn Thành cũng chia sẻ quan điểm xung quanh vấn đề này công khai trên trang cá nhân gần 12 triệu người theo dõi. Theo đó, Trấn Thành khẳng định, đi cách ly chứ không phải đi nghỉ dưỡng, chúng ta ở đó, các chiến sĩ phải làm việc gấp nhiều lần để phục vụ chúng ta, họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, thương họ đi. Nam MC cũng dành nhiều lời động viên và khen ngợi cho hành động của các cán bộ y tế, bộ đội đang làm việc tại các khu cách ly. Ông xã Harry Won còn cho biết sẽ có động thái giúp đỡ và tặng những món quà xứng đáng cho các chiến sĩ khi mùa dịch Covid-19 đi qua. Dưới phần bình luận, nhiều người tán đồng với quan điểm của Nam MC và hy vọng Trấn Thành sẽ có hành động cụ thể để tri ân các anh hùng thầm lặng trong thời gian sớm nhất. Nhiều ngày qua, tại cổng một số khu ký túc xá ở thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người đến tiếp tế nhu yếu phẩm cho những người cách ly. Mỗi ngày, nơi đây nhận đồ tiếp tế trong 2 khung giờ, vào 8 giờ đến 10 giờ và 14 giờ đến 16 giờ. Do đó, xuất hiện cảnh xếp hàng dài như họp chợ, đồ đạc, lương thực bày khắp một ngang, thậm chí có người còn đem cả đồ điện như tủ lạnh để người thân đang cách ly có thể dùng. Sau vài ngày diễn ra, hành động này đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Cho đến hôm 24 tháng 3, theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, đã chính thức không nhận hàng hóa từ người dân có người thân đang được cách ly vì dịch Covid-19. Hãy nhanh tay để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!